và Lưu Hoài Trinh xin được hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Vâng ạ, và thưa quý vị, thanh xuân của chúng ta không phải là những con số, mà thanh xuân đó chính là cái sự trong trẻo trong trái tim. Mà con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Và đừng quên đón xem chương trình vào lúc 20 giờ 35 phút ngày thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Ôi dạ. Cúc đẹp của em. Bữa nay đó 5 người mà hết 4 người làm MC rồi, chương trình mình chắc là sẽ ít nói lắm đúng không? Nhưng mà cái người nói nhiều nhất không phải là chúng ta đâu chị à. Bây giờ đồng loạt mình cho mọi người biết cái người nói nhiều nhất là ai nè. 1, 2, 3. Kim Tử Long. À, những gì mà từ nãy giờ 4 MC đã nói rồi, Kim Tử Long không cần phải nói lại. Chỉ hy vọng rằng là chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân đem lại nụ cười thật là tươi đến cho tất cả quý khán giả đang xem đài. Mãi Mãi Thanh Xuân vừa có già, có trẻ. Dạ, em xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trên, em ngồi bên đây đi, trên nghĩ là hậu thân ấy. Vô luôn hả? Mình vô luôn. Và biết không, con lướt Facebook hay là con coi cái gì á, người ta giới thiệu cái túi mới hay cây son mới, con cảm thấy nó cũng không có hứng thú lắm. Nhưng mà khi mà nhà sách bảo là ê, cái bộ sách này mới, con phải đặt liền. Nó làm như có cái gì đó nó ma lực. Nè, mua đi, rất là hay đó. Rất là mê. Con là người mê sách. Thường con hay dành cái khoảng thời gian mà con được đọc sách đó là giống như cái tận hưởng. Cái đó một mình con vậy. Con sung sướng, con ngụp lặng trong cái thế giới của riêng con. Ở đây thì chú là có 4 nhà bình luận. Thì đã có 2 nhà bình luận là mê đọc sách rồi. Còn 2 nhà bình luận không có nói tiếng nào là con với lại Minh Xù. Minh Xù cũng mê sách lắm à anh. Em có mê không? Chưa tới được em. Dạ, bây giờ mới tới được em. Dạ, vậy thì thôi, vậy là chắc có lẽ mình con thôi là con có mê sách. Từ nhỏ tới lớn là không có đọc sách được. Đọc lên là nhức đầu. Anh mà cầm cuốn truyện lên chừng 2 tờ thôi là anh ngủ mất tiêu rồi. Những người mê sách chắc chắn cũng sẽ học được một điều gì đó trong sách. Mỗi người sẽ nói ra một cái câu mà mình cảm thấy tâm đắc nhất đi. Bây giờ con phát pháo trước nha. Mỗi người chúng ta đều có 24 tiếng như nhau. Nếu như mình thức dậy sớm hơn chút, gặp đúng người và dám nói không với những thứ không cần thiết trong cuộc sống của mình, thì đôi khi mình sẽ sống được hơn người khác 2-3 cuộc đời. Em nói ngắn gọn thôi, em học được một câu như thế này là wanna be interesting, có nghĩa là muốn trở thành một con người thú vị. Yeah. Thì bản thân mình phải luôn luôn bị cuốn hút bởi những thứ xung quanh. Mình phải luôn luôn trở thành một con người mở lòng và sẵn sàng bất ngờ, sẵn sàng bị cuốn hút bởi những người khác và thế giới này, thì tự nhiên thế giới mình sẽ trở nên thú vị. Dạ. Dạ còn bây giờ tới anh Long ạ. Mình đến phần tặng quà luôn. Đúng rồi. Dạ. Anh cứ ở đó. Đón xem tập 6 Mãi Mãi Thanh Xuân mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019 trên kênh HTV7.